Transistor, phát minh thay đổi thế giới. Nếu có ai đó hỏi bạn rằng phát minh nào quan trọng nhất mà nhân loại đã từng làm, thì bạn sẽ trả lời như thế nào? Nhiều người có thể nói đó là lửa. Loài người vẫn ở vùng thấp tiến hóa cho đến khi chúng ta khai thác được sức mạnh của lửa. Lửa đã cho chúng ta ấm áp để tồn tại trong mùa đông khắc nghiệt. Ánh sáng của nó kéo dài ngày ra. Sức mạnh hủy diệt của nó đã cho chúng ta một vũ khí chống lại kẻ thù và nó cho phép chúng ta nấu chín thức ăn, điều giúp não bộ của chúng ta phát triển. Phát hiện về lửa không chỉ biến đổi về công nghệ mà còn văn hóa và lối sống của chúng ta. Nhưng bản thân tôi thì cho rằng chúng ta hiện đang sống trong một thời kỳ phát triển thậm chí lớn hơn rất nhiều. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ tăng trưởng đáng kinh ngạc. Nó đã biến đổi cách chúng ta sống, nó là kỷ nguyên của thông tin. Với 40% dân số thế giới hiện đang kết nối với Internet, nhân loại đang rút ngắn khoảng cách với nhau hơn bao giờ hết. Nhưng điều gì đã dẫn đến công nghệ tuyệt vời này? Phát minh nào đã đặt tiền đề cho thế hệ điện thoại thông minh ngày nay? Đó chính là Transistor, bóng bán dẫn. Transistor chính là thông tin. Ngay cả đoạn phim mà bạn đang coi này cũng chỉ là một chuỗi số gồm những số 1 và số 0 được truyền đi khắp hành tinh để rồi được xử lý với các bộ vi xử lý trong máy tính của bạn. Nếu không có transistor, tôi sẽ không thể truy cập vào kho thông tin phong phú trên mạng để làm các nghiên cứu. Tôi sẽ không thể sử dụng phần mềm đồ họa để tạo các video này. Và chắc chắn nhất là tôi cũng sẽ không thể chia sẻ nó ở đây cho cả thế giới xem. Transistor rất đơn giản, nhưng nó là nền tảng cho tất cả các máy tính hiện đại ngày nay. Để có thể hiểu được tại sao Transistor lại quan trọng như vậy chúng ta cần tìm hiểu về lịch sử và khoa học đã phát triển ra nó Trước khi Transistor ra đời chúng ta đã sử dụng bóng chân không Đó là những bóng đèn bằng thủy tinh và được hút chân không rất công kênh Bóng chân không bao gồm có 3 điện cực chính cathode, grid và anode Khi có một dòng điện chạy qua cathode nó sẽ nóng lên và bắt đầu giải phóng các electron vì trong bóng đèn là môi trường chân không nên các electron này sẽ gặp rất ít sự cản trở khi di chuyển nên nó sẽ bị hút về phía anode khi đó mạch điện được xem như là đã khép kín nên sẽ có dòng điện chạy qua nhưng chúng ta có thể điều khiển dòng electron chạy từ cathode qua anode trong bóng chân không theo nhiều cách khác nhau bằng cách điều khiển grid ví dụ chúng ta có thể sử dụng grid như là một công tắc điều khiển tắt hoặc mở. Cụ thể là bóng đèn được nối phía ngoài chỉ có thể sáng lên khi có điện áp dương được nối vào grid. Nếu chúng ta đặt một điện áp âm vào grid thì điện tích âm sẽ đẩy lùi các electron đang cố gắng đi qua grid. Đó chính là nền tảng của mã hóa nhị phân, với chỉ có hai số là số 0 và số 1 mà đã tạo ra thời đại của công nghệ thông tin. Bạn có thể hiểu nôm na như số 0 có nghĩa là không có điện áp, còn số 1 là có điện áp. Tương ứng với số 0 là bóng đen sẽ tắt, còn số 1 là bóng đèn sẽ sáng. Chiếc máy tính điện tử đầu tiên trên thế giới, ENIAC, đã sử dụng 18.000 bóng chân không để thực hiện nhiệm vụ tính toán. Nó được thiết kế bởi John Mosley và Jay Prosper Eckert và đã hoàn thành vào năm 1945. Nó được làm ra với mục đích tính toán quỹ đạo cho pháo binh trong chiến tranh thế giới thứ hai. Một phép toán mà một người phải mất một ngày để tính toán, thì ANIAC chỉ mất có 30 phút. Chỉ có điều, cái máy này nặng tới 30 tấn và chiếm toàn bộ một căn phòng. Nó tiêu tốn năng lượng rất nhiều vì ca tốt của bóng chân không cần phải được đốt nóng liên tục, nên 18.000 bóng chân không này cần phải được thay thế thường xuyên. Tất cả những bóng chân không này có thể làm được một chức năng như điện thoại của bạn sẽ làm trong trò Angry Birds. Ngày nay, sức mạnh tính toán có thể được chứa trong một con chip silicon với kích cỡ không lớn hơn một hạt cát và đó là nhờ vào transistor, thứ mà cũng thực hiện cùng một công việc giống như bóng chân không, nhưng nó chỉ có kích cỡ nano. Một chiếc điện thoại hiện nay có khoảng 2 tỷ transistor. Giờ, chúng ta sẽ xem cách transistor hoạt động như thế nào. Nhiều bạn có thể sẽ nhận ra transistor có hình dạng như thế này. Nhưng các transistor trong bộ vi xử lý CPU trong máy tính của bạn thì phải dùng kính hiển vi thì mới có thể thấy được. Và nó được sản xuất với độ chính xác đáng kinh ngạc trên tấm silicon tinh thể mà được cắt ra khỏi thỏi silicon như thế này. Vậy điều gì làm cho silicon trở nên đặc biệt đến nỗi toàn bộ khu vực Vịnh San Francisco được đặc biệt danh theo tên của vật liệu này? silicon là một chất bán dẫn, có nghĩa là tính chất dẫn điện của nó có thể được điều chỉnh bằng cách đưa các chất khác vào cấu trúc tinh thể silicon. Silicon có 4 electron trong lớp vỏ hóa trị. Đây là quỹ đạo ngoài cung của electron và nó quy định nhiều tính chất hóa học của nguyên tử. Nhưng các nguyên tử silicon lại muốn có tới 8 electron trong vỏ hóa trị của nó vì điều này làm cho chúng trở nên ổn định hơn. Vì vậy, các nguyên tử silicon dễ dàng hình thành các liên kết cộng hóa trị với bốn nguyên tử silicon lân cận để có thêm những electron đó. Bây giờ, nếu thêm những chất khác vào tinh thể silicon tinh khiết, thì chúng ta có thể thay đổi tính chất dẫn điện của nó. Ví dụ, nếu chúng ta thêm phosphor vào, vì phosphor có 5 electron trong vỏ hóa trị, nên electron dư ra được tự do đi lang thang trong cấu trúc tinh thể. Chính electron dư này đã tạo ra chất bán dẫn loại N tích điện âm. Còn nếu thêm boron vào tinh thể silicon tinh khiết thì chúng ta sẽ tạo ra chất bán dẫn loại P, tích điện dương. Bởi vì trong boron chỉ có 3 electron nằm ở vỏ hóa trị của nó. Vì đang bị thiếu electron nên cấu trúc này luôn muốn có được đầy đủ electron. Vì vậy, nó sẽ có xu hướng lấy cấp electron từ các nguyên tử lân cận. Điều này sẽ tạo ra một dòng di chuyển mang điện tích dương, được gọi là lỗ trống điện tử khi sắp xếp các chất bán dẫn loại n và loại p theo thứ tự như thế này và nối dây dẫn vào mỗi loại là chúng ta đã tạo ra loại transistor phổ biến nhất trên thế giới transistor npn transistor hoạt động được là do sự tương tác của các electron và lỗ trống tại vùng tiếp giáp giữa n và p trong vùng tiếp giáp này các electron tự do trong bán dẫn loại n sẽ di chuyển qua bán dẫn loại p để lấp đầy những lỗ trống điều này sẽ tạo ra một lớp ranh giới gọi là vùng nghèo, nơi mà sẽ ngăn cản không cho các electron tiếp tục đi qua nữa. Vùng nghèo này hoạt động tương tự như điện cực grid trong bóng chân không đã được trình bày trong đoạn đầu của video này. Vì vậy, nếu có một điện áp dương được đặt vào lớp bán dẫn loại P thì nó sẽ xóa bỏ vùng nghèo và cho phép các electron chảy qua để hoàn thành một mạch điện kín. Như bạn có thể thấy, transistor hoạt động cũng rất giống với bóng chân không. Câu hỏi được đặt ra lúc này là, làm thế nào mà transistor có thể giúp cho máy tính thực hiện được tất cả các chức năng phức tạp mà chúng ta đã thấy ngày nay? Giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về điều đó thông qua một ví dụ rất cơ bản, đó là cộng hai số lại với nhau. Đầu tiên, chúng ta cần biết cách mà những con số bạn đang sử dụng mỗi ngày được biểu diễn dưới dạng nhị phân như thế nào. Trong dạng nhị phân, dữ liệu chỉ được lưu trữ dưới dạng số 1 và số 0. Đây là số 15, đó là con số lớn nhất bạn có thể thể hiện với 4 bit. Bit đầu tiên đại diện cho số 1, tiếp theo đại diện cho số 2, sau đó là số 4 và cuối cùng là số 8. Cộng tất cả giá trị này lại chính là bằng 15. Mô hình này sẽ tiếp tục với những bit kế tiếp có giá trị gấp đôi bit trước đó. Vì vậy, nếu thêm một bit nữa vào thì chúng ta có thể đếm tới 31. Bây giờ hãy cộng số 5 và số 6 lại với nhau. Ta có 1 cộng với 0 sẽ bằng 1, 0 cộng với 1 cũng sẽ bằng 1, 1 cộng với 1 sẽ bằng 0 và nhớ 1 cho cột kế tiếp. Kết quả là chúng ta sẽ có một số nhị phân là 1011, tương đương với số 11 mà bạn đang nghĩ trong đầu. Mạch đơn giản nhất có thể thực hiện điều này là half adder, trong đó có hai loại cổng logic Cổng logic là những cổng có thể sửa đổi mã nhị phân. Chúng được tạo ra bằng cách sử dụng transistor. Đầu tiên là cổng logic XOR. Nó chỉ cho ra kết quả là một khi một trong các yếu tố đầu vào là một. Còn nếu cả hai là không hoặc cả hai là một thì nó sẽ cho ra kết quả là không. Cổng logic thứ hai là cổng AND. Nó sẽ cho ra kết quả là không cho mọi trường hợp, trừ khi cả hai đầu đều là một. Nếu chúng ta nối những cổng logic trên như thế này, thì chúng ta sẽ tạo ra half adder, cái mà sẽ cho phép chúng ta cộng số nhị phân từng bit một. Trong thực tế, sẽ cần một mạch phức tạp hơn để có thể thực hiện phép tính trong từng bước một. Máy tính hiện đại có thể thực hiện hàng triệu phép tính trên dây và chúng vẫn đang được cải tiến để có thể nhanh hơn nữa. Vào năm 1965, người đồng sáng lập Intel Gordon E. Moore nhận định rằng mật độ của transistor trên một vi mạch sẽ tăng gấp đôi sau mỗi 2 năm. Xu hướng đó đã được duy trì cho đến gần đây, nhưng nó đang bắt đầu chậm lại. Nhận định thứ hai của Gordon E. Moore là chi phí sản xuất các linh kiện vi mạch này sẽ tăng gấp đôi sau mỗi 4 năm. Do các con chip ngày càng nhỏ hơn nên đòi hỏi dây chuyền sản xuất cũng cần phải chính xác và phức tạp hơn. Một vấn đề khác mà các transistor đang phải đối mặt đó là đường hầm lượng tử. Khi những transistor ngày càng nhỏ hơn, do đó, vách ngăn giữa các phần cũng sẽ nhỏ hơn. Các vách ngăn giữa mỗi phần của transistor đang trở nên quá mỏng, khiến cho các electron có thể xuyên qua chúng. Hiện tại, vẫn chưa có vật liệu nào đủ tầm cỡ để có thể thay thế cho silicon. Vì vậy, sự phát triển đáng kinh ngạc của transistor trong 50 năm qua sẽ dừng lại trong tương lai gần. Một số người muốn khai thác cơ chế lượng tử để thực hiện các phép tính nhanh hơn bất kỳ transistor nào Intel đã nói rằng họ dự định chuyển trọng tâm từ tăng tốc độ sang giảm tiêu thụ điện năng một điều chắc chắn là ngành công nghiệp máy tính sẽ phải tự định nghĩa lại chính nó trong tương lai gần tôi rất muốn được chia sẻ về nhiều kiến thức khác nhau hãy nhấn vào các video xuất hiện trên màn hình hiện tại và tôi sẽ gặp bạn ở đó xin cảm ơn vì đã xem đoạn phim này và nếu thấy thông tin hữu ích thì vui lòng nhấn thích và đăng ký ở bên dưới nhằm khuyến khích kênh tạo thêm nhiều phim khác